Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Ly nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một cái mẫu nail brush cho móng chân nha mọi người. Để thực hiện làm nail brush cho móng chân ý, thì mình sẽ cần sử dụng móng úp chân như thế này nhé. Nếu như mọi người nối móng chân ý, thì mình có thể sử dụng luôn cái móng nối của tay cũng được. Nhưng mà nếu như làm móng úp cho móng chân thì mình cần sử dụng riêng loại móng úp cho chân nha. Đầu tiên thì mình sẽ chọn móng trước nha mọi người. Cái size móng này thì cái mẫu móng này thì cái size của nó cũng không lớn ấy, nên là mình đối với móng cái thì mình sẽ sử dụng cái size móng lớn nhất nha. Ba cái móng nhỏ bên cạnh ấy, thì hầu như của mọi người là những cái móng nhỏ bên cạnh thì ba cái móng đó bằng nhau, thì mình sẽ chọn ba cái móng cùng một size nha. Và móng út thì mình sẽ chọn cái size bé hơn. Đây mình sẽ lấy móng chọn móng và để dành riêng ra ngoài như thế này nha mọi người. Chọn xong size móng rồi thì mọi người sẽ dán cái phần móng úp lên trên tay cầm cái đế cầm móng như thế này nhé, để mình sẽ thực hiện được dễ dàng hơn. Móng úp chân thì nó khá là nhỏ nên là nó sẽ có một cái phần tay cầm ở phía bên dưới cái phần móng như thế này. Thì khi mà mọi người làm nail brush ấy, thì mình sẽ sử dụng cây kìm của mình để mình sẽ cắt đi cái phần tay cầm đó nhé. Mọi người sẽ cắt sát vào trong cái phần móng nha mọi người. Đối với những cái móng nào mà của mình chưa được nét ấy, thì mình sẽ sử dụng lại cây rũa nha mọi người, để mình sẽ rũa lại cái phần form móng này. Tại vì vừa nãy cắt thì có những cái phần cắt nó chưa được hết ấy mọi người. Khi làm ở trên cái móng tip, móng úp như thế này thì mọi người không cần phải chà nhám đâu. Và mình sẽ sử dụng luôn liên kết treo nha mọi người. Mình sẽ sơn một lớp liên kết treo thật là mỏng lên trên toàn bộ 5 móng này. Khi mọi người sơn xong móng nào thì mình sẽ cho vào hơ đèn 60 giây móng đó nhé. Ngày hôm nay với cái bộ nail này thì mình sẽ chọn hai màu sơn nha mọi người. Sau khi mà mình đã sơn liên kết xong rồi này, hơ đèn khô rồi thì mình sẽ sử dụng sơn treo màu để mình sẽ sơn lên trên bề mặt móng. Ở móng cái này và một cái móng nhỏ ở cái móng áp út nha mọi người. Cái móng áp út và móng cái này thì mình sẽ sử dụng sơn thạch nút nha mọi người. Hơi có một chút màu vỏ đỗ này. Sơn thì cũng tùy vào từng chất liệu sơn nhé, và mọi người muốn là đậm hay nhạt như thế nào thì mình sẽ sơn thành 2 nước hay 3 nước cho phù hợp nhé. Với cái màu này ngày hôm nay thì mình sẽ sơn thành 2 nước nhé. Ở 3 móng còn lại thì mình sẽ sử dụng thạch hồng nha mọi người. Màu thạch hồng để mình sẽ sơn lên trên bề mặt móng này. Màu thạch hồng này thì mình cũng sẽ sơn làm 2 nước nhé. Và để không mất thêm nhiều thời gian của mọi người thì mình sẽ chỉ quay video về cái sơn nước thứ nhất thôi. Còn nước thứ hai thì mình sẽ cắt đi nha. Sau mỗi một cái nước sơn ý, thì sau khi mà sơn xong thì mọi người sẽ cho vào hơ đèn 60 giây nhé. Với bộ nail ngày hôm nay thì ở móng cái thì mình sẽ vẽ chuột Mickey nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng sơn treo màu trắng này và một cái màu nút, để mình sẽ pha hai cái màu lại với nhau nhé. Tỷ lệ cái màu trắng thì nó sẽ nhiều hơn màu nút nha mọi người. Cái màu nút này của mình thì nó cũng khá là đậm ấy, nên là mình muốn là có một cái màu kem nhạt nhạt thì mình sẽ vẽ mặt của chú Mickey, nên là mình sẽ pha cái màu trắng này với lại một lượng nhỏ cái màu nút nhé, để nó sẽ ra được cái màu kem nhạt hơn. Mọi người sau khi mà lấy sơn lên thì mình sẽ đảo hai cái màu sơn lại với nhau nha. Đầu tiên thì mình sẽ kẻ một cái hình dấu cộng ở giữa móng như mọi người, để mình sẽ làm cái phần khung cho khuôn mặt trước. Khi mà mình vẽ cái phần khung như thế này thì mình sẽ căn chỉnh được chuẩn hơn cái phần bố cục ở trên khuôn mặt ấy. Hai bên cạnh thì nó sẽ được cân nhau hơn. Sau khi đã vẽ xong cái phần khung rồi thì mọi người đừng cho vào hơ đèn vội nhé. Mình sẽ tô màu ở bên trong khuôn mặt của chú Mickey. Đối với sơn màu bên trong này thì mọi người đừng sơn quá dày nhé. Nếu như mà nước sơn thứ nhất mà mọi người cảm thấy là cái màu sơn chưa được đều thì mọi người có thể cho vào hơ đèn 60 giây rồi mình sẽ làm tiếp một lần thứ hai nhé. Sơn tiếp một cái lần thứ hai lên trên. Tại vì nếu như mà lần thứ nhất mà mọi người sơn quá là dày luôn ấy thì cái phần sơn ở bên dưới nó sẽ rất là khó để khô. Và khi mà cái lớp sơn bên dưới nó không khô được thì là cái phần sơn của mọi người sẽ rất là dễ sẽ bị bong lên đấy ạ. Nên mọi người lưu ý nhé, đối với mỗi một cái nước sơn ấy, thì mình sẽ sơn mỏng thôi, không cần thiết là phải sơn quá dày đâu ạ.
sau khi mà vẽ xong cái phần khuôn mặt này rồi thì ở mỗi nước sơn thì mọi người sẽ cho vào hơ đèn 60 giây nha. Bước tiếp theo thì mình sẽ sử dụng gel vẽ Rimi màu số 3 màu đen nha mọi người, để mình sẽ vẽ viền của khuôn mặt này. Khi mà mọi người vẽ viền này thì mọi người nên sử dụng gel vẽ nhé. Gel vẽ có chất liệu đặc nha mọi người. Thì khi mà chúng ta vẽ những cái viền như thế này thì mình cần là những cái đường vẽ thật là mảnh ý. Nên là mình nên sử dụng gel vẽ loại đặc để mình vẽ sẽ được dễ dàng hơn. Với những cái phần góc ý, thì mọi người vẽ kéo mảnh và kéo nhọn ra một chút nhé, để cho cái phần hình vẽ của mình nhìn sẽ được sắc nét hơn. Mỗi một cái lớp sơn thì mọi người khi vẽ xong thì mình sẽ cho vào hơ đèn 60 giây nhé. Bước tiếp theo thì mình sẽ sử dụng gel vẽ Rimi màu trắng này số 12 để mình sẽ bắt đầu vẽ cái phần mắt của chú Mickey nha. Khi vẽ thì mọi người nên vẽ những cái đường viền trước nhé. Mình sẽ cố định những cái đường viền trước rồi sau đó thì mình tô màu ở bên trong, thì như vậy thì mọi người sẽ vẽ được dễ dàng hơn. Đối với những cái phần vẽ mà không bị chạm vào nhau ở cách xa nhau với mọi người và có cùng một tông màu thì mọi người có thể vẽ xong hết rồi mình cho vào hơ đèn 60 giây nhé. Chứ không cần thiết là phải cứ mỗi một chi tiết sau khi mà mọi người vẽ xong thì mình sẽ cho vào hơ đèn 60 giây đâu ạ. Và vẫn là cái màu gel vẽ màu trắng ấy mọi người. Thì ở trên cái phần đầu móng này thì mình sẽ vẽ một cái đường phen trắng nhé, để tăng cái độ đáng yêu và nổi bật cho bộ nail của mình. Đường phen này thì mọi người có thể vẽ to nhỏ như thế nào tùy theo cái kích thước móng của mọi người nhé.
Ở đây với cái móng cái này thì mình cũng sẽ vẽ một cái đường phen nhỏ thôi, vừa phải trên cái phần đầu móng thôi, để nó sẽ không bị che đi quá nhiều cái phần khuôn mặt của chú Mickey nha. Sau khi mà vẽ xong cái phần đường phen trắng này rồi thì mình sẽ cho vào hơ đen nhé. Bước tiếp theo thì mình sẽ lau sạch cái phần cọ đi để sạch cái phần treo vẽ màu trắng lúc nãy, và mình sẽ sử dụng treo vẽ màu đen nha. Thì mình sẽ vẽ lại cái đường viền của mắt của chú Mickey này và vẽ phần mũi nhé. Lưu ý là với những cái đường viền này thì mọi người đừng vẽ to quá nhé. Mình sẽ vẽ những cái đường mảnh thôi mọi người ạ, để cho cái phần hình vẽ của mình nhìn nó sẽ không bị quá là dày và rối nhé. Thì khi mà chúng ta vẽ những cái đường viền như thế này này thì sẽ giúp là cái hình vẽ của mình nhìn nó sẽ được nổi bật hơn và rõ ràng hơn. Sau khi vẽ xong một phần này rồi thì mình sẽ cho vào hơ đen nhé mọi người. Bước tiếp theo thì mình sẽ sử dụng sơn treo màu đỏ này và cây cọ chấm bi nhé. Mình sẽ tạo những cái phần chấm bi ở bên cái phần bên ngoài khuôn mặt của chú Mickey ấy, để tăng cái độ nổi bật và đáng yêu cho cái bộ móng của mình. Chấm bi xong ấy thì mình cũng đã hoàn thành cái phần trang trí ở móng cái, nên là mình sẽ chuyển sang móng tiếp theo nha mọi người. Ở móng áp út có cùng cái màu sơn treo với móng cái thì cái móng áp út này thì nó khá là nhỏ, nên là mình sẽ nhặt một số cái chi tiết ở móng cái để mình sẽ làm cái bộ móng này cho nó cùng tông nhé. Là mình cũng sẽ vẽ đầu móng trắng lên mọi người, mình sẽ vẽ một cái đường phen đầu móng trắng này và có chấm một chút cái phần chấm bi màu đỏ lên nhé, để cho nó sẽ có cùng tông với móng cái. Mọi người lưu ý nhé, sau mỗi một cái phần sơn treo ấy thì mình sẽ cho vào hơ đen nhé. Để cho cái phần sơn của mình được khô rồi mình sẽ chuyển sang cái phần trang trí tiếp theo nhé. Khi mọi người làm những cái mẫu design mà có nhiều chi tiết ở trên móng ấy thì mọi người lưu ý nhé, là có ít nhất 2 móng ở trên cùng một bàn tay là nên là có những cái chi tiết giống nhau nhé. Nếu như mà mọi người làm quá nhiều cái phần trang trí, mình làm quá nhiều phần trang trí khác nhau ở trên móng ấy, thì như vậy là cái bộ móng của mọi người nhìn sẽ bị rối mắt nha. Nên là lưu ý là mình sẽ làm bố cục này, sắp xếp làm sao để cho phù hợp và nhìn cái bộ móng của mình được hài hòa nhé. Ở ba cái móng nhỏ còn lại này thì mình sẽ tráng gươm như mọi người, và trước khi tráng gươm thì mình sẽ sơn top treo và hơ đèn 10 giây nhé. Mọi người lưu ý là mình sẽ chỉ hơ đèn 10 giây thôi, để cho cái phần top của mình ý, nó vẫn sẽ còn cái độ hơi dính dính một chút ý. Thì như vậy là cái phần tráng gươm của mình nó sẽ được bám chặt hơn. Ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng tráng gươm màu ngọc trai có ánh hơi xanh một chút nhé, để làm nổi bật hơn cái bộ móng của mình này. Tráng gươm thì mọi người có thể sử dụng luôn cái ngón tay của mình ý, hoặc là mình sẽ dùng cái phần bông mút để mình sẽ trà lên trên bề mặt móng nha. Tráng gươm này thì không cần phải cho vào hơ đèn đâu nhé mọi người. Và sau khi mình đã hoàn thành xong cái phần tráng gươm ở ba móng nhỏ rồi ý, thì mình cũng đã hoàn thành xong cái phần trang trí cho bộ nail của mình ngày hôm nay nhé. Và cuối cùng thì để kết thúc cái bộ móng ngày hôm nay thì mình sẽ sơn top treo lên trên toàn bộ bề mặt móng nha mọi người. Phần top này thì mọi người lưu ý là khi sơn thì mọi người sẽ đảm bảo là sơn ra toàn bộ móng nhé. Đảm bảo là không cái phần nào ở trên móng của mình sẽ bị thiếu sơn nhé. Tại vì là mình hay để ý là có một số bạn thì khi sơn ý, thì mình hay bỏ qua ở hai bên cạnh móng ấy. Mình sơn rất là nhanh ở hai bên cạnh móng, và phần hai bên cạnh móng của mình thì nó sẽ không có đủ sơn, nó không có đủ sơn bóng. Nên là khi mà chúng ta hơ đèn xong và hoàn thành bộ móng ấy, thì cái phần hai bên cạnh chưa được khô. Nên mọi người lưu ý nhé, không cần phải sơn quá là dày đâu, nhưng mà sẽ đảm bảo là sơn đủ cái phần top nhé. Phần top này thì sau khi sơn xong thì mọi người sẽ cho vào hơ đèn 99 giây nhé.
Và mình đã hoàn thành xong bộ nail box cho móng chân ngày hôm nay rồi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của Ly nhé. Mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Ly và bấm vào hình cái chuông ấy để sẽ nhận được những cái thông báo và sẽ không bỏ lỡ những cái video mới của Ly chia sẻ về nail nha. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo nha. Bye bye.